hồi nãy Út Lường ra ở ngoài vườn hái rau, giờ Út Lường rửa mấy cái loại rau để xong hết rồi, giờ mình đi về bếp mình nấu nha. Hôm nay Út Lường sẽ nấu các món ăn gồm có nhiều loại lắm. Rồi Út Lượng nấu cũng để xong rồi cả nhà. Giờ mời cả nhà về bàn thưởng thức nha. Kè tím nước mỡ hành mình sẽ rứ mắm lên đây nè, mắm chua ngọt lên đây. Đó mình rứ mắm chua ngọt lên. Còn cái kho thì mình sẽ ăn chung với lại cái rau sống đây nè. Út Lượng chấm một miếng có thử ngon cả nhà nè. Ngon. Táo tắt mỡ à. Cái thịt ké nè. Ngon. Mời cả nhà cùng thưởng thức với Út Lượng nha. Út Lượng sẽ ăn một miếng rau muống xào tỏi chấm nước tương thử.
giòn, ngon, thơm mùi tỏi. Món này cũng ngon nè. Gà tím dẻo á, tóc tóc bở nữa cả nhà, ngon. Béo béo ngon. Rồi giờ mình sẽ ăn chấm với lại mắm chua ngọt. Ăn mắm không cũng được, mẹ cũng lượng thích ăn mắm ớt tỏi. Ngon. Cái thịt của nó dai mà nó ngon. Để cái nấm nó sực sực ngon lắm. Làm miếng chè sống nó chấm với lại ngon quá nhờ. Cho miếng nước canh cổ be vô đây hấp thôi. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mấy món đều ngon hết cả nhà. Đây là nước chè tắc nè. Wow, uống nó ngon mà nó bét. Nó chua chua của tắc. Cái mùi chát chát của chè. Mùi tắc với lại chè nó hòa quyện luôn. Nó thơm á, mà nó mét cả nhà. Mình cho chút xíu đường cát cho nó thanh. Rồi cảm ơn cả nhà hồi nãy giờ để theo dõi Út Lượng video hồi nãy giờ nha cả nhà. Tôi rất nhiều, hẹn gặp lại video sau.